Xin chào quý khách hàng, hôm nay mình sẽ giới thiệu một căn nhà có diện tích là 5x20, sổ hồng riêng, nằm trong khu đô thị 5 sao trên đường Đinh Đức Thiện. Đây là mặt trước của căn nhà. Nhà có diện tích 5x20, 1 trệt 1 lầu, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Đường trước nhà của mình lề đường là 8m, lòng đường 8m, lề đường 3m. Tổng cộng là 14 mét. Đây là căn nhà tuyệt đẹp nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện trong khu đô thị 5 sao. Xung quanh đã có rất nhiều người ở. Và đây là căn nhà bên mình mới hoàn thành. Có giá là 2 tỷ 850 triệu và được ngân hàng hỗ trợ lên tới 70%. Đây là mặt trước của căn nhà, xe hơi có thể đậu vô tư trước nhà. Đường trước nhà lề lòng đường là 8m, đường nhựa và điện là điện âm. Dân cư xung quanh đông đúc, khu đô thị rất cao cấp. Điện, tất cả điện ở đây là điện âm hết. Đây là mặt trước của căn nhà. Căn nhà của mình có cổng trước, có sân trước và sân sau. Tất cả các cửa đều làm bằng nhôm, sinh pha, kính cường lực rất tuyệt vời. Và đây là phòng khách của căn nhà. Phòng khách của căn nhà rất rộng, rất riêng biệt và rất sang chảnh luôn. Cửa làm được làm bằng nhôm, sinh pha. Ở phòng khách của căn nhà được trang trí rất đẹp. Đây là căn nhà bên mình với mới hoàn thiện, hướng của căn nhà là hướng chính nam các anh chị ạ. Phòng khách rất đẹp ạ. Tất cả các đèn trang trí đều là những loại đèn cao cấp, có độ bền rất cao. Đây là cầu thang của căn nhà làm bằng gỗ căm xe và làm từ những viên đá hoa cương đẹp nhất. Từ trong mình nhìn ra rất sáng sủa và sân trước có thể đậu xe hơi. Đây là cầu thang của căn nhà được trang trí bằng những viên gạch rất tuyệt vời. Căn nhà được thiết kế theo kiểu đơn giản nhưng rất sang trọng. Và đây là phần bếp của căn nhà, có tủ trên và tủ dưới đầy đủ các thiết bị. Kế bên bếp mình có một phòng ngủ ở bên dưới dùng cho người lớn tuổi không tiện leo cầu thang. Đây là phòng ngủ ở bên dưới căn nhà. Ở trên lầu 1 mình sẽ có thêm 3 phòng ngủ nữa. Tổng cộng căn nhà này mình sẽ có 4 phòng ngủ. Và đây là khu vực sân sau của căn nhà, giếng trời. Và mình đã làm mái che sẵn, rất chắc chắn. Ở đằng sau thì mình sẽ có một nhà vệ sinh dùng cho tầng dưới. Và đây là khu vực bếp của căn nhà. Nhìn ra ngoài phòng khách rất tuyệt vời. Ban đêm bật điện sáng long lanh luôn. Tiếp theo mình cùng lên tầng 1 của căn nhà. Đây là cầu thang mình nhìn xuống phòng khách. Đó, những bậc thang được lát bằng những đá hoa cương rất đẹp. Và ở cầu thang mình cũng trang trí một cái đèn sáng rất tuyệt vời. Và có những viên gạch ốp tường màu đơn giản nhưng rất sang trọng. Ở trên lầu 1 cuối mình sẽ có một nhà vệ sinh dùng cho 3 phòng ngủ ở trên. Và hành lang mình sẽ có những đèn LED rất tuyệt vời. Và ở đằng trước mình sẽ có một cái phòng rất lớn. Ở đây nếu như người thờ cúng thì người ta có thể dùng làm thờ cúng luôn. Và đây là cái phòng ngủ kế bên cầu thang. Phòng ngủ thứ nhất của tầng 1.
Tiếp theo là phòng ngủ thứ hai và nhà vệ sinh ở cuối dãy. Đây là nhà vệ sinh được làm bằng những thiết bị cao cấp, gốm sứ inox và được lót gạch từ dưới lên trên. Đây là phòng ngủ ở cuối tầng 1 của căn nhà, có cửa sổ ngắm ra ngoài luôn. Tất cả các móng nhà ở đây đều làm để xây dựng 3 tấm rưỡi, nên nếu các anh chị có nhu cầu mình có thể lên tầng ở tất cả những căn nhà ở trong khu vực đô thị 5 sao. Tiếp theo là phòng ngủ lớn của căn nhà. Ở đây phòng này thì mình có thể làm phòng thờ, hoặc là mình làm phòng ngủ, hoặc là một phòng vui chơi giải trí rất rộng. Ở đây là ban công của căn nhà, mình có thể nhìn ra ngoài đường, cây xanh rất nhiều. Trong khu vực này được quy hoạch rất bài bản, điện âm, cây xanh và công viên cũng như các dịch vụ khác ở xung quanh đây, rất tuyệt vời. Nhà này cách chợ Bình Chánh khoảng 1,5 cây trên đường Đinh Đức Thiện. Nếu như mình đi từ Bình Tân đi xuống thì tầm khoảng 10 phút. Đi qua quốc lộ 1 tới chợ Bình Chánh quẹo trái vào đường Đinh Đức Thiện. Đây là căn nhà nằm trong khu đô thị 5 sao. Và đường trước nhà là đường trải nhựa hết, đường bàn cờ. Rồi một lần nữa mình sẽ ngắm lại căn nhà. Đây là cầu thang của căn nhà, rất tuyệt vời, còn mới nguyên luôn. Đây là phòng khách của căn nhà. Rồi tiếp theo mình, đây là cái sân của căn nhà. Đó, ngoài mình sẽ có một lớp cửa bảo vệ. Đó, được bật đèn sáng trưng luôn. Một căn nhà rất tuyệt vời. Có giá là 2,850 tỷ và mình được hỗ trợ ngân hàng là 1,5 tỷ. 1,750 tỷ luôn các anh chị. Hỗ trợ tới 70%. Và nếu như các anh chị có nhu cầu về căn nhà này, xin liên hệ số điện thoại trên màn hình, cũng như đăng ký kênh để mình nhận được những thông tin miễn phí từ kênh này. Hoàn toàn miễn phí và tất cả trong ngày mình đều có những sản phẩm đưa lên kênh này. Mong các anh chị hãy đăng ký kênh để mình có thể theo dõi được những sản phẩm trên kênh của mình nha. Và đến đây mình sẽ kết thúc review cái căn nhà này. Nếu các anh chị có nhu cầu hoặc là cần biết thông tin hỗ trợ ngân hàng cũng như đi xem nhà thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại ở trên màn hình. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các anh chị nhấn vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh mình nha. Xin cảm ơn.